Nè, mình sẽ nắm đuôi luôn. Nè. Ô, wow. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Kiểm Soát Bơ. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì vẫn như hàng ngày, mình giăng câu trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Mà vậy là buổi trưa rồi, thì mình cũng giăng câu xong xuôi hết rồi mình sẽ đi vô bờ. Thì mình chuyên săn bắt những loại cá thiên nhiên tươi sống như là cá hú, cá ba sa, cá dứa, cá sát, cá sủ, cá phèn, cá kết, cá ngát. Thì mình sẽ bán trong quán nhậu ẩm tại quanh sân quán, sẽ thu mua các loại cá của mình. Thì mình sẽ chạy vào bờ, rồi mình cập bến, rồi mình bắt cá, rồi mình chia sẻ cùng cả nhà nha. Vẫn đi câu hàng ngày là cái mồi siêu độc lạ nè cả nhà. Nay là mình mau qua câu mồi chuối già cui với là chú sim, một nuôi nãy chú sim chà bá lửa luôn. Với chú già cui móc te tô cho còn được có bao nhiêu mấy trái nè. Cái gà là mình câu mồi chuối này, hai loại chuối này á, cá nó ăn mạnh á thì mình câu tiếp tục luôn đó cả nhà. Với cái là mồi này nó rẻ đó cả nhà, mình ra chợ mua nó cũng tiện nữa. Hôm nay nè, mình sẽ ở đây nè, nay mà câu được bao nhiêu cá này nè. Bữa nay là buổi trưa rồi, nay buổi trưa nắng chói lên rồi, hôm nay mà câu được bao nhiêu cá nè. Đây nè, câu ăn được ăn cá hú quá phê luôn, quá tà đá là quậy quá trời quậy luôn. Mình rồi vẫn câu ở sông Tiền, sông Cô Lãnh á. Trước này mình nay có cá sớm nè, trưa mình sẽ giao cá sớm một bữa, như khi một bữa không có cá tới chiều mình mới giao luôn á. Này chưa nắng chói quá trời chói. Đó, quá quay luôn. Để mình bắt cá này ra rồi mình chia sẻ cùng với nhà. Thì cái là mình đem giao cho chú quán nhậu ẩm thực bên sân quán luôn. Cá siêu rất là ngon luôn nè. Em mình xúc ra mới được. Ra ngoài chưa nắng hơi chói à. Đó, quậy quá trời quậy luôn rồi. Đó. Nắng chói quá trời chói. Quậy quá trời quậy luôn. Wow, vậy cá thiên nhiên mình câu ở sông Tiền, sông Cô Lãnh tươi sống rất là ngon. Để mình đặt trong mối khách quán nhậu á, sẽ mua hết những loại cá của mình để mà chế biến các món ăn để mà bán cho du khách gần xa. Ôi, nó quậy quá trời quậy. Quá về rồi. Ấy tụi nhảy, ôi hên. Nó nhảy trở lại vô đục. Cái gài là cỡ tháng tư này sống chướng dữ lắm luôn á. Mình nhiều khi mình móc một gác cái mình bỏ luôn á, không có ra thăm được luôn á. Sống với giông mưa nữa, im trời mình mới ra móc được luôn á. Chỉ cái là nhầm khi nhầm bữa giữa chúng bữa thất quá này. Còn mấy anh cá trong đục này nắng lên nè. Còn anh cuối cùng nè. Ôi quá tài quậy luôn nè. Đó, mình sẽ nắm đuôi luôn. Nè. Ô, wow. Cái hú này dễ nắm đuôi nha. Chứ cái là bà xa khó nắm lắm. Nó quậy lắm. Đó. Đấy. Đọc chiều chưa? Nay sao được con cá hú. Đã lắm. Nè. Đó. Cái này nắng lên quá trời nắng luôn rồi cả nhà. Đó. Cá này mình câu là toàn là cá thiên nhiên ở ngoài sông mình không nha. Với cái là gai cạnh của nó thì đều còn y nguyên hiện luôn, không có tà gì hết, là cá thiên nhiên. Còn nếu mà gai tà là cá nuôi trong bè đó cả nhà. Nếu mà mình giao cá này, giao cá trong chú quán nhậu ẩm thực quanh sân quán á, là toàn những cá thiên nhiên mình câu ở sông không nha, chứ không có cá bè để mà bán trong quán nhậu nha. Mình chia sẻ những cái clip mình up lên là toàn là cá thiên nhiên mình câu hàng ngày của mình trên con sông Tiền, sông Cảnh á. Mà bữa nay mình câu được là cá ba sa với là cá hú. Hôm nay mình săn bắt bữa nay là cũng trúng mánh rồi. Mình câu mọi siêu độc lạ là mọi chú sim và chú già với là mớ cá dứa nè. Cá này, cá hú này mà đem lên quán nhậu ha, là mình trong quán á, làm cái món là nấu canh chua hay là làm một cái lẩu mắm ăn là ngon hết ý luôn. Với là mới cá sát nè với cá dứa thì đem đi kho quẹt hay là làm một cái lẩu cơm mẻ hay là nướng chiên
đều ngon hết. Du khách gần xa đều ưa chuộng những loại cá thiên nhiên tươi sống này nè. Bởi khách trong quán đi đến quán ăn thì phái những loại cá này lắm. Với cái là mình câu cá thiên nhiên với mồi chú tự nhiên á, ăn cá sẽ chất lượng và sẽ rất là ngon á. Đó. Đó. Phê rồi cả nhà ơi. Đó. Thì mình chia sẻ cùng với nhà xong xuôi rồi, mình sẽ giao toàn bộ số cá này trong quán nhậu ẩm thực quanh sân quán. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu có nhà yêu thích cái kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.